đi vòng vào đây tí. Wow, đây đi xe này. Ôi chết rồi. Tí nữa quên điện thoại. Nhà học giờ nó làm cái nền cao lên, xưa nhớ thấp tịt mà. Nhà này chắc chả ai thèm học nữa sao. Cái lối đi vào ra không được, mẹ lấy mất cái loa chết. Sinh viên đứng sống ảo cái thư viện. Thư viện mẹ bây giờ đổi không ghi là giảng đường mà ghi là nhà học số 8, nhà học khu thể thao học sinh, nhà học mẹ được trường đại học ghi là nhà học, dùng từ như đầu buổi. Ai đứng đây cho các bố nhìn vào nhé. Đấy. Đây. Nữa mẹ đường to thật đấy. Đây cái Aribank này vẫn còn.